Hello, how are you today? Another great spring day. It's very warm today. Hello, chào các bạn. Khỏe không? Lại một ngày mùa xuân tuyệt vời nữa. Ngày hôm nay trời rất là ấm áp. Hải Âu thì feel very good. Cảm ơn. Rồi hôm nay chúng ta đó có một buổi hỏi đáp nha. Đây là buổi hỏi đáp số 7. Trong buổi hỏi đáp này, chúng ta sẽ cùng nhau coi lại một số điểm mà các bạn gần đây đó có posting đó. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Điểm đầu tiên đó là có một bạn hỏi là cái cụm từ, cụm chữ là CH và TR trong tiếng Anh phát âm nó ra làm sao? Nó khác nhau chỗ nào? Hải Âu thì đoán là chắc bạn đó nói theo tiếng Bắc. Tiếng Bắc thì cái chữ chờ đó và chữ tr thường thường nói lẫn lộn với nhau. Ví dụ như là ở trong Nam. Đó, người Nam thì nói là ở trong Nam. Người Bắc nói cái chữ tr nó thành ra chữ chờ. Thành ra là chắc vậy đó, cho nên thấy hay lẫn lộn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau coi kỹ rồi nha. Trong tiếng Anh thì nó phát âm ra làm sao? Trước hết chúng ta coi vô cái cụm từ là CH, ch. Đó, chúng ta dòm vô cái phiên âm nó đỏ của nó đó, là chữ tà với chữ S sờ sờ mà sổ dài xuống đó. Trong cái phiên âm này đó là Mỹ họ đọc là ch, ch. Nó giống như là chờ đợi mà nói tiếng Bắc của mình đó. Nhưng mà nói tiếng Bắc mà mạnh hơn còn hơn vậy nữa. Chờ, chờ. Cái này nó chờ, chờ. Đó, nó thổi ra, chờ. Đó, nó chờ. Đó, trong, chờ. Đó. Thì đó, nó thổi ra. Đó, nó mạnh hơn. Ví dụ như là change. Là thay đổi cái gì đó. Nó đọc là change. Chúng ta thấy dòm vô ký tự đúng không? Nó bắt đầu bằng cái tờ và là cái chữ S số dài đó. Còn cái tự đánh, chữ đánh dần thì là CH. Cái ví dụ thứ hai nó là cheap. Cheap là rẻ. Đó, cái này rất là rẻ. Thay đắt hay rẻ nữa đó. Nó đọc là cheap, cheap. Ví dụ thứ ba là chill. Chill là xả hơi. Đây là động từ. Ví dụ như nó, hey, let's chill, man. Hey, chúng ta ngồi đây xả hơi chút xíu nha. Đó, mình ngồi uống bia hoặc là coi TV hoặc là cứ ngồi chơi không vậy đó. Gọi là chill. Đó, xả hơi. Let's chill. Thì nó cũng đọc là cha, cha. Đó, một ví dụ nữa là teacher. Thầy. Teacher. Đó, nó đọc là cha. Hoặc là preacher. Ông thầy giảng đạo. Cái người giảng đạo đọc là preacher. Preacher. Thì đó, thì là trong những cái ví dụ này, cái âm cha đó, nó đọc là cha. Chờ. Đó. Một lần nữa nha, chúng ta khi học tiếng Anh đó, thì tiếng Anh tiếng Mỹ là có một cái điểm là nó đánh dần một đằng nhưng có thể phát âm một nẻo khác nha. Hai chữ cùng đánh dần y chang với nhau nhưng mà có khi lại phát âm theo kiểu khác nhau. Thành ra cái quan trọng trong tiếng Anh là không, chẳng những chúng ta khi học một từ mới, chúng ta học cách đánh dần mẫu từ của nó. Đó, cũng như là dòm vô cái chữ change đó, là change. Nhưng ngoài ra chúng ta còn cái đánh dần mẫu tự phát âm nữa nha, phiên âm đó là cực kỳ quan trọng luôn, để là biết cách đọc. Rồi, chúng ta dòm qua cái cụm mẫu tự là TR. Thì cái đó trong tiếng Anh đó, chúng ta dòm vô phiên âm của nó, phiên âm cách phát âm đỏ đó, nó đọc là tr, tr. Tr, đúng không? Thì cái tr này đó là nó hơi giống như là cái tr của Việt Nam mình mà người Nam, nhưng mà chỉ có điều nó mạnh hơn nhiều nha, nó thổi ra mạnh hơn. Ví dụ như của người Nam mình nói là trong, ở trên thì là mình tr, tr, đúng không? Ở trong, ở trên đó thì là nhưng mà người Anh, người Mỹ đó, thì họ lại đọc cái âm tờ đó trong cái cặp
cái bộ mà tờ đó, thì âm tờ đó họ thổi ra nha, họ đọc là gần như là thờ vậy đó, thờ phượng đó, tờ, tờ, đó, chứ họ không đọc là tờ, tờ. Trơn trợt, trời trơn trợt, họ đọc là trơn trợt, trơn trợt, tức là họ thổi ra nha, thổi ra, đó, giống như là, thí dụ như là the time là giờ vậy đó. Giờ giấc, nếu mà không có âm chữ A đó, R, R đó, thì họ đọc, ví dụ như họ đọc là the time, chứ không đọc là the time, the time. Thì cái âm, trong cái âm mà có TR này đó, thì họ cũng đọc như vậy đó, thổi ra kiểu đó. Tr. Ví dụ như là train, train là xe lửa, train xe lửa, đó, có đánh dần nó là T-R-A-I-N, đúng không? Mà phiên âm, phát âm của nó là the train, train. Chứ nó học đọc là train, 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 quá nhẹ như là người Nam mình nha. Nhưng mà nó vẫn đọc ra là rõ ràng có chữ rà rà trong đó, đúng không? Chứ không phải là train, 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 theo kiểu dòng Bắc. Train, a train, không phải. Nó là a train. Ví dụ thứ hai như là truth, truth, sự thật, lẽ thật. Let me tell you the truth, man. Để tôi nói cho anh biết cái sự thiệt nó là vậy. Đó. Tell the truth. The truth. Đó, thì cái này nó cũng, nó đọc nó tra, tra, nó âm tra đó ha. Rồi ví dụ thứ ba là treat. Treat. Treat này là có nghĩa là mình khao đãi ai, mình bao, trả tiền luôn, bao luôn. Cái này vừa là động từ, có thể xài là danh từ cũng được nha. Nó đánh dần đều giống nhau hết á. Nếu động từ là thí dụ như hey, let me treat you man this time. Để lần này, this time lần này á, để tôi trả tiền cho, tôi bao anh lần này. Đó. Let me treat you this time. Thì cái đó là bao. Hoặc là nếu mà nó là danh từ thì hey, it's my treat, man. It's my treat. Tức là hey, cái đợt bao này là của tôi nha. Để đợt trả tiền cho tôi. My treat. Thì nó cũng phiên âm, cũng phát âm này. Treat. Treat. Đó. Một ví dụ thứ nữa là strong. Strong. Mạnh mẽ. Nó đọc cũng đọc này đó. Đó. Sau cái chữ S là cũng là TR đúng không? Và dòm cho phiên âm đỏ đỏ của nó đó là strong, strong, nó cũng đọc như ta ta ra ra hoàng nha. Rồi một cái ví dụ nữa là portrait. Portrait. Chân dung, bức họa chân dung hoặc là tượng điêu khắc chân dung gì đó của ai. Đó thì mình đọc, mình dòm vô cái đánh dần đúng không? Thì nó cũng là P O R T R A-I-T, đúng không? Có hai âm tờ mới ra. Cái chữ T-R. Rồi dòm một phiên âm đỏ đỏ của nó là nó có hai âm port và trut. Thì cái âm thứ hai là trut, trut. Nó cũng đọc là T, âm tra, tra, đúng không? Portrait, portrait. Nhớ là trut nó đọc mạnh hơn người Nam mình nha. Rồi còn một bạn khác nữa. Bạn này hỏi là hai cái chữ mà buy là goodbye, nó giống như goodbye từ biệt á. Và buy là mua đồ. Thì phát âm nó ra sao, nó khác nhau chỗ nào? Rồi bây giờ chúng ta dòm kỹ ra nha. Rồi, cái chữ buy á, từ biệt, nó dòm vô phiên âm đó đó, nó cũng là buy. Bắt đầu bằng âm b, b, đúng không? Rồi qua cái nguyên âm của nó là cái âm kép là I, I. Thì mình đọc là A rồi mới kết thúc bằng Y. Nó thành ra là hai nốt nào hoàng nha, chứ không phải là bye bye, bye bye. Mình của mình bye, bye. Mình bye nhảy. Thì cái đó mình đọc cục lụng quá. Của Mỹ họ đọc thành là bye, bye. Bye, bye, thông thả ra. Cái chữ mà mua, nó B-U-Y đó, ở dưới đó, nó cũng phiên âm của nó cũng y chang vậy luôn. Đó. Nó cũng là buy. Buy. Nếu mình dòm vô thấy hai chữ này đánh dần thì khác nhau. Một chữ ở trên đó thì nó đánh dần là B-Y-E. Ở chữ dưới là mua bán đó thì là, nó là mua đó. Mua là B-U-Y. Nhưng mà nếu mà dòm vô phiên âm thì nó cũng y chang như nhau nè. Rồi, chúng ta coi ví dụ coi.
Chúng ta đã biết rồi, bye từ biệt. Còn cái bye ở dưới á, là món hời. Ví dụ như là mình nói là bạn đó đó có đưa ra một cái ví dụ trong cái comment á, bạn nói là this t-shirt is a good buy. Ý là bạn đang muốn nói là cái áo thun á, áo thun t-shirt tức là áo thun ngắn tay đó, thì là một cái món mà món hời. Buy, nếu mà động từ buy y cái danh từ đó ở dưới đó, tức là buy đó, thì nó nghĩa là một cái món hời. To buy là mua, đó là động từ. Còn nếu là danh từ đó, thì nó có một cái nghĩa, nó là một cái món mà mình có thể mua, món hời. Giá thì rẻ nhưng mà chất lượng thì tốt, thành ra là cái món hời này nó tốt so với đồng tiền mình bỏ ra nha, giá trị nó tốt. Thành ra mình mua là mình hí hưởng, mình nói oh this is a good buy man. Thì cái buy đó là danh từ nha. The t-shirt is a good buy. Đó, cái món, cái áo t-shirt này đó, áo thùng ba lỗ này đó, là cái món hời quá. Nhưng một người khác nếu mà nói theo kiểu khác cũng được luôn. This t-shirt is a good buy. Thì anh đó nói nè. Thì khi đó lại có nghĩa khác, tức là nghĩa châm biếm mỉa mai, nói móc lò đó. Tức là this t-shirt mà, cái áo thun ba lỗ này đó, nó là một sự vĩnh biệt, từ biệt luôn. That's a good buy, mình. Có nghĩa ảnh, ý ảnh muốn nói là mua xong là bye bye luôn, không bao giờ trở lại cái chỗ này hết. Đúng không? This t-shirt is a good buy, man. Rồi, bây giờ qua cái trường hợp cuối cùng là có một vài bạn nha. Khi mà comment vô đó, thì là cảm ơn. Đó, cảm ơn Hải Âu. Thì viết là thanks you. Thì cái này là trật nha, cái này không đúng. Mỹ không ai nói vậy đó, Anh Mỹ này kia đó, Úc này kia cũng chẳng ai nói vậy đó. Và về mặt văn phạm nó cũng trật luôn. Mình dòm cái hàng đó mà bạn đó viết đó, thanks you, đỏ đỏ đó, hàng đầu tiên. Thì lý do tại sao nó trật? Lý do là tại vì nếu mà viết là thanks thì trong tiếng Anh á, cái chữ thanks đó là danh từ nha. Mà danh từ rồi thanks you thì là trật. Nếu mà mình chỉ nói đúng là cái hàng thứ hai mình nói thanks thì được. Đó là lỗi người Anh Mỹ hay nói, họ nói gián tắc vậy, nói cảm ơn. Thanks đây có nghĩa là những lời cảm ơn, đúng không? Thanks, đó, many thanks, hoặc là thanks a lot. Thì nó nói là cảm ơn nhiều, đúng không? Thì là thanks đó là lời cảm, những lời cảm ơn thì được. Hoặc là mình nói xuống cái dòng thứ ba nè, đúng á, thì mình nói thanks rồi phải một cái teacher, rồi mình nói cái người đó, thấy không? Mình nói là thanks brother, cảm ơn nghe huynh. Mình nói thanks teacher, cảm ơn nghe thầy. Thanks buddy, cảm ơn nghe bồ. Bạn hữu á. Thì đó là mình nói đó. Ví dụ thanks Mr. John, thì mình nói cảm ơn nghe ông John. À, ví dụ vậy đó, phải một cái. Nhưng mà không có nói là thanks rồi phải cái you. Có phải hay không, có hay cũng không ai nói vậy nha. Tại vì sau đó thường thường mình nói đích danh người đó ra chứ không nói là you. Thanks you, phải cái này cũng không ai nói hết. Mình nói thanks a lot, dòng thứ tư á, là cũng được. Hoặc còn nếu mình nói theo kiểu động từ là mình nói là thank you, đó thì khi này chữ thank này đó là động từ nha. To thank somebody, tức là cảm ơn ai. I thank him, là tôi cảm ơn anh ta. I thank her, tôi cảm ơn cô ta, đúng không? I thank you, là tôi cảm ơn anh. Thank you, cảm ơn anh. Thank you very much, thì được nha. Thank you very much cũng trúng luôn. Rồi, vậy để chúng ta biết ra là cái khi nào xài cái chữ thanks. Tại vì khi mình đã hiểu nó ra là khi nó là động từ thì mình sẽ xài khác. Mà khi nó là danh từ, chữ thanks thì mình sẽ xài khác nha. Rồi, ok, như vậy là bữa nay xong cái hỏi đáp phần này rồi. Hải Âu cũng tâm sự trò chuyện với lại các bạn nhân đây một chút xíu nha. Thì là trong thời gian qua có một cái bạn tham gia đó, bạn Khuê Minh, mình đoán là tên là vậy đó.
Thì bạn đó là trong một thời gian đó tham gia rất là tích cực, thấy những cái video bạn coi rất là kỹ rồi lên góp ý này kia đó, thì cái điều đó nó rất là tốt. Rồi giờ trong này những cái ví dụ mà ba cái ví dụ mà chúng ta coi đó, có một cái thứ nhì nữa cũng của bạn đó đó. Bạn đó nêu ra một số điểm mà Hải Âu thấy cũng hay lắm. Tại vì nói chung là mình ở bên Mỹ, thành ra cũng chỉ biết cái tình hình vòng vòng và đại khái bên Việt Nam thôi. Nhưng bạn đó ở Việt Nam lại là thành phần chắc là học gì đại học xây dựng vậy đó, cũng làm kỹ sư vậy đó một số năm, thành ra bạn đó có những cái nhận xét chắc chắn là nó sâu sát về cái tình hình của cái những cái bạn Việt Nam đó. Mình bạn đó nói là cái nhu cầu học tiếng Anh bây giờ rất cần, và cái trình độ của người Việt Nam của mình đó, mình đó, thì cũng rất cần về cái đó để mình coi về thứ nhất nhiều mặt lắm, về tự dựng, văn phạm, luyện âm này kia đó, trường lớp này kia đó, nó cũng rất nhiều. Nhưng mà bây giờ cái tình trạng này, cái nhu cầu nó vẫn còn quá lớn đi, mà rồi cái trình độ của người mình nó cũng cần được nâng cao lên nữa. Thì Hải Âu đó coi và nghe vậy thì mình cũng cảm ơn bạn đó, tại nhờ đó mình cũng biết được thông tin thêm về cái nói chung chung là trong nước nó vậy đó. Mình chỉ biết qua là những cái trang mạng thôi, trang mạng với lại ở bên Mỹ này đó, thì ngoài đời tiếp xúc làm sao trong hãng xưởng, trong những chỗ đi chơi đó, thì mình biết được cái tình hình trình độ của những cái người Việt Nam đó, mà ở bên Mỹ này nói chung, mình không dám nói dơ đũa con nắm, nhưng mà một ấn tượng đó, nói chung chung đó là thường thường đó, thì mình biết. Hoặc là mình vô những cái trang mạng YouTube đó, là khi mọi người comment này kia đó, comment vô chỗ này kia, không phải chỉ là những cái trang mạng ở Việt Nam nói tiếng Việt Nam, mà là những cái trang mạng của nói chung chung trên thế giới luôn, những cái nơi khác mà họ chỉ có nói tiếng Anh thôi đó, tiếng Mỹ thôi, thì có những cái bạn Việt Nam cũng nhảy vô comment. Tại khi mình dòm vô, mình dòm tên thì mình biết là tên đó tên Việt Nam. Thì là có một cái điều Hải Âu nhận thấy như vậy nè, cũng không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Thường thường những cái trang mạng đó đó là quốc tế đó, là tiếng Anh, lấy cái đó là tiếng chuẩn chung á, các cái bạn nhiều nước khác họ cũng comment Anh Mỹ này kia đó, thì nói chung là trừ Anh Mỹ thì khỏi nói rồi, Úc này kia đó, đó thì nó trúng rồi, tiếng bạn mẹ đẻ của người ta. Nhưng mà thường thường nói chung các nước khác như là Philippines này, Châu Á, Nhật Bản, Tàu hay này kia đó, thì khi mà họ comment vô đó thì tất nhiên nó không được là hoàn hảo như là những cái người mà Âu Mỹ, nhưng mà cái mức độ mà chính xác của họ đó, nhất là về mặt văn phạm, phải nói là nó vẫn hơn cái người Việt Nam mình. Mình nói không dám nói dơ đũa cả nắm nha, nhưng mà mình nói là chung chung á, on the average đó, là vậy đó. Trong 10 người thì có cả 6-7 người đó thì nó ra cái chung gì vậy đó. Là khi mà Việt Nam mình thường thường vô đó, không cần biết ở bên Mỹ, thì tất nhiên là chắc là trừ ra những người sanh ra hoặc lớn lên bên Mỹ rồi thì khỏi nói rồi, y chang như Mỹ. Nhưng mà những cái người hoặc là có thể họ lên qua bên Mỹ từ mười mấy tuổi đi, rồi cũng vô chung và học trung học ở trong trường á, thì ra là comment vô đó thì cũng được dở chuối à. Thành ra có những bạn đó vô cũng comment có chừng 3-4 câu đầu thì thấy ngon, cũng ok. Nhưng mà nói xin lỗi, qua đến câu thứ tư, thứ năm là nó trượt cái quạch một cái, nó trượt vỏ chuối. Thành nó bởi vậy cho nên Hải Âu nói đang chạy phô, tự nhiên quịch, quịch cái. Đó, thành ra là nhưng mà theo như cái bạn khuê binh nó nói bên Việt Nam thì chắc cái tình trạng nó chắc nó cũng có thể nó còn báo động hơn như vậy nữa. Thành ra là Hải Âu thấy là đồng ý với bạn đó, nói là khi bạn đó nói là cho nên chúng ta rất cần tiếng Anh. Đúng, đó là suy nghĩ, mà đó cũng là một trong vài cái mục đích chính của Hải Âu khi mà mình thao thức cuối cùng, suy nghĩ qua những ngày tháng chuẩn bị rồi mới quyết định ra cái kênh này nha. Tại vì cái kênh này nói thiệt, trong bà con của Hải Âu có những người bạn bè bà con cũng đôi khi có những ý kiến khác trái chiều
họ nói là đâu có thì giờ quởn đâu mà làm cái chuyện này. Thành ra là mình cũng thao thức suy nghĩ cân nhắc, cũng qua những cái ngày tháng đó, rồi cuối cùng mới quyết định. Tại vì Hải Âu thấy là đó, cái hướng đi đó là cái tiếng Anh trong tương lai rất cần. Tại vì đó không phải là cho người Anh hay người Mỹ nữa, tại vì đó là cái tiếng giao dịch quốc tế rồi. Thì mình đi nước nào cũng vậy hết, nó có cái tiếng giao dịch đó đó. Thành ra đó một cái chìa khóa để mở ra cho mình giao lưu, chia sẻ, thông cảm với tất cả các bạn hữu đồng nghiệp năm châu bốn bể. Thành ra nó mở ra cho sự thành công, sự tự tin và sự học hỏi. Qua cái đó mình học hỏi nhiều thứ khác về khoa học kỹ thuật hoặc là văn hóa này kia đó, với mình trao đổi với lại các bà hữu khác trên thế giới. Cho nên cái tình trạng nó cũng cần lắm, nhất là trong cái giai đoạn những cái kỷ nguyên là thế kỷ 21 này đó, thì nó cái thế giới mà high tech đó, nó quá trời, nó tiến lẹ đi. Thành ra cái gì nó cũng lên những cái mạng xã hội hết đó. Rồi thành ra cả thế giới liên lạc với nhau, thế giới thu nhỏ lại, khi những cái thế hệ càng trẻ. Thành ra cơ hội để cho mình nắm bắt được, trao đổi, học hỏi, chia sẻ cùng với lại tất cả các bạn năm châu bốn bể đó, nó nhiều hơn bao giờ hết. Và nó trong tương lai càng lúc càng nhiều lắm. Và Hải Âu nhìn thấy đó, cái hướng đi lịch sử đó, là khi mà đối với những người Việt Nam mình khắp nơi trên thế giới hải ngoại thì khỏi nói rồi. Tại vì mình đã sống trong những cái thế giới mà xã hội mà nó nói bằng tiếng Anh. Thành ra mình cũng phải nói cái đó, thành ra nhu cầu của hàng ngày rồi. Nhưng đặc biệt là ngoài ra những đối với lại những bạn trong nước Việt Nam cũng vậy. Tại vì nước Việt Nam mình càng lúc càng phát triển, mình ra giao lưu với tất cả các anh em trên thế giới luôn. Thành ra cái đó trong tương lai hướng đi tất yếu trong lịch sử là cái nhu cầu nó phải càng ngày càng nhiều. Mà Hải Âu suy nghĩ vậy nè, nếu mà một trong một xã hội là tất cả các nước khác trên thế giới, những giới trẻ đó, họ dần dần tiếng Anh họ vững hơn, họ nói được tiếng quốc tế đó, mà bây giờ mình tụt hậu lại đó, thế hệ của mình tụt hậu lại những bạn trẻ, thì như vậy đó là một thiệt thòi cho mình, đúng không? Và nếu mà trong giữa người Việt Nam mình với nhau, nhất là ở Việt Nam, mà bây giờ thí dụ 10 người mà tới lác đác 2-3 người, rồi từ từ 4-5 người, 5-6 người, 6-7 người, họ bắt đầu theo chiều hướng nó bắt đầu học tiếng Anh, thì những cái người mà còn lại chưa học tiếng Anh sẽ là một thiệt thòi. Tại vì mình không cạnh tranh nổi với lại những cái bạn kia, đúng không? Mình không dám nói cái từ cạnh tranh, nghe nó cũng khốc liệt quá. Nhưng mà sự thiệt là trong đời sống của mình dòm qua những bạn khác, đời sống người ta phong phú, người ta tự tin hơn, người ta vô hãng xưởng, người ta đi giao lưu này kia, người ta nói được lưu loát hơn. Còn mình thì không được như vậy, mình chưa được như vậy. Thành ra đó là một cái sự thiệt thòi của mình. Cho nên đó, nếu mà mình ý thức được đi cái điều đó đó, thì mình bước đi nó cho nó càng sớm càng tốt nha. Mà Hải Âu thấy là trong cái thời đại bây giờ đó, nhờ những cái trang mạng giống như trên YouTube đó, mà nó có một cơ hội chưa từng có trong lịch sử luôn, là mình có thể chia sẻ tiếng Anh cũng như rất nhiều đề tài khác trên mạng luôn. Cho nên là chúng ta nắm lấy cái cơ hội này trong cái thời kỳ lịch sử này, là high tech này đó, để chúng ta vô học những cái trang mạng nào đó mà dạy mà thấy đàng hoàng. Không riêng gì là trang mạng mà một cái của Hải Âu nói, mà mình nói chung hết là những trang mạng nào mình học tiếng Anh đó, mà thấy nó đàng hoàng đó, liền âm hay là cái gì nó theo đúng cái nhu cầu của mình đó, thì chúng ta nên vô nha. Tại vì nó chưa từng có thời ông cha của chúng ta, thời thậm chí 20 năm trước là cũng đâu có được gì đó, đúng không? Muốn đi học là phải vô trường lớp đàng hoàng để trả tiền đàng hoàng chứ, đâu có giỡn đâu, đâu có quở đâu. Rồi cũng vô cũng phải đi ngồi kẹt xe này kia cả tiếng đồng hồ đi về nữa, đúng không? Rồi vô ngồi lớp chịu trận đó cũng phải 2 tiếng đồng hồ rồi mới về, một từng mấy buổi rồi phải móc tiền ra trả nữa. Thành ra bây giờ là mình học cái này nó không phải đi đâu hết, mà học bất kỳ lúc nào đó mình rảnh 5 phút học xong rồi cấp vô học tiếp nữa. Thành ra mình coi khỏi cần máy ghi âm luôn, ghi hình luôn, thành coi cả 100 lần cũng được luôn. Thành ra là cái cơ hội đó chúng ta chưa từng có. Đồ ăn đã dâng tận miệng cho chúng ta rồi, mà nếu chúng ta không nắm bắt được cái này thì thiệt là một điều đáng tiếc thiệt thòi.
Hải Âu khi lập ra cái kênh này đó, mình cũng có một cái mơ ước. Mình mơ ước là trong một cái tương lai cũng không xa lắm, vài năm sau đó, những cái bạn, nói chung Việt Nam mình hải ngoại thì không nói rồi, mà nói chung cả các bạn bên Việt Nam nữa, từ từ mình bắt đầu những cái căn bản tiếng Anh, nói được, hiểu được, phát âm trúng, mà nói không phải, xin lỗi tiếng Mỹ bồi nha, mà nói có văn phạm, có câu, có kệ, có cú đàng hoàng. Thành ra nếu mà mình nói như vậy đó, thì nó sẽ đẹp biết bao nhiêu, đúng không? Và điều đó sẽ mở ra, chẳng những đối với mình, đời sống hàng ngày của mình, thu nhập mình khá hơn rồi, thành công của mình tốt hơn, mà đối với những bạn đồng nghiệp năm châu, khi mà họ tới Việt Nam mình làm việc và chơi cũng vậy, họ sẽ mừng vui hơn nhé. Họ cảm ơn hơn, tại vì khi đó họ đi ra ngoài đường, xin lỗi nắm đầu bạn nào đó, hỏi câu là cũng trả lời được hết, lịch sự đàng hoàng, thay vì là mình chỉ cười cười cái rồi ra dấu thôi, đó chỉ có hai với ba thôi. Thì bây giờ mình nói chuyện được, mình kết bạn, mình chia sẻ, thì người ta sẽ thấy là đây là giống như là một cái tỉnh quê nhà thứ hai vậy đó. Người ta tới, người ta thấy ấm lòng, và nó thấy đó, thành ra cái điều đó nó sẽ tăng cường luôn cái sự du lịch, đúng không? Giao lưu du lịch của thế giới tới Việt Nam mình nữa, thì góp phần cho cái kinh tế của nước Việt Nam nữa. Và nói chung là không bổ ngang cũng bổ dọc, đó là tình trạng mình nhìn dòm cả xã hội đó. Còn mình cá nhân của từng người một cũng đều là có lợi ích cho mình nha. Lợi ích cho thử thăng tiến, cho đồng lương, cho cái sự tự tin, cho sự giàu có, vốn liếng của mình khi mà mình chia sẻ cùng với các bạn khắp nơi trên thế giới nha. Rồi ok, bữa nay thôi đi, nói vậy thì nhiều quá rồi. Thôi giờ tới đây xin hết nha. Tổng chào, have a good day. Nhớ ủng hộ kênh nha. Lão già rồi nhưng mà cũng nhào vô học chung với con cháu cho nó vui. Nhớ ủng hộ thằng cháu của lão nghe. Nhớ đăng ký kênh nha. Bạn là người đăng ký số may mắn ngày hôm nay đó. Khi các bạn đăng ký kênh, nhớ nhấn vào nút thông báo để được báo tin về những video mới ra nhất các bạn nhé. Mình sẽ chia sẻ với các bạn trên Facebook. Chúng ta cùng ủng hộ kênh Học Tiếng Anh và Sam Cùng Hải Âu.